Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Các bạn thân mến, 6 trường hợp nào ô tô bị từ chối đăng kiểm? Đây chắc chắn là thông tin mà các tài xế và chủ xe rất quan tâm. Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Việc ô tô sửa đổi hệ thống đèn, kết cấu xe hay dán đề can thay đổi màu sắc ngoại thất đều bị cơ quan đăng kiểm từ chối kiểm định xe theo chu kỳ. Đăng kiểm ô tô tưởng chừng là việc khá dễ dàng khi chỉ việc mang xe đến cơ quan đăng kiểm và làm giấy tờ thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, với các tài mới hay là những người lần đầu tiên sở hữu ô tô thì việc đăng kiểm có thể mất nhiều thời gian nếu không nắm rõ các trường hợp ô tô bị cơ quan đăng kiểm từ chối đăng kiểm. Thực tế, có nhiều cơ quan đăng kiểm cho thấy không ít trường hợp ô tô bị từ chối đăng kiểm do chủ xe độ lại một số chi tiết, thay đổi màu sơn, kết cấu xe. Trong những trường hợp này, ô tô như chưa đạt yêu cầu đăng kiểm, chủ xe cần phải sửa chữa cho đến khi đạt mới được cấp giấy chứng nhận. Nếu bạn tham gia giao thông mà chưa có giấy chứng nhận đăng kiểm thì người lái xe ô tô sẽ bị xử phạt. Và sau đây là 6 trường hợp phổ biến mà ô tô bị từ chối đăng kiểm, các tài xế chủ xe cần nắm rõ. 1. Ô tô thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng. Hệ thống đèn chiếu sáng trên ô tô thường được các nhà sản xuất thiết kế theo quy định, tiêu chuẩn. Sau khi mua ô tô từ nhà sản xuất phân phối, nếu chủ xe tự ý thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng, độ đèn để nâng công suất hay là lắp thêm đèn phụ vào hệ thống đèn chiếu sáng sẽ khiến cho ô tô bị từ chối đăng kiểm. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông, ô tô thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng còn khiến cho chủ xe bị xử phạt 1 triệu đồng theo quy định tại khoản 2, điều 55 Luật Giao thông Đường bộ. 2. Ô tô gắn thêm cản trước, cản sau, giá nóc. Nhiều người yêu thích phong cách cá tính, thể thao, sau khi mua ô tô thường lắp thêm một số bộ phận như là cản trước, cản sau, giá nóc để giúp cho chiếc xe trở nên hầm hố hơn và bảo vệ xe. Tuy nhiên, khi lắp thêm cản trước, cản sau cũng như giá nóc sẽ khiến cho kích thước xe bị thay đổi so với hiện trạng ban đầu được nhà sản xuất nộp hồ sơ đăng kiểm. Nếu việc lắp cản trước, cản sau hay giá nóc vượt quá kích thước hiện trạng của xe theo tỷ lệ dài, rộng, cao tương ứng là 4 x 3 x 4 cm thì ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm. 3. Ô tô thay đổi màu sơn, dán đề can đổi màu sơn. Bên cạnh việc lắp thêm cản trước, cản sau hay là giá nóc, ô tô thay đổi màu sơn hay là dán đề can trên 50% để trang trí ngoại thất xe, nhưng không làm thủ tục thay đổi màu sơn thì cũng sẽ bị từ chối đăng kiểm theo chu kỳ. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, chủ xe có thể sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính từ 600 đến 800.000 đồng do lỗi thay đổi màu sơn và kết cấu nguyên bản của xe. 4. Ô tô thay đổi kết cấu thiết kế. Một số chủ sở hữu ô tô, đặc biệt là ô tô đa dụng SUV 7 chỗ hay bán tải, thường có sở thích độ lại một số chi tiết để giúp xe khác biệt, cá tính hơn. Phổ biến nhất là việc thay đổi mâm xe, lốp xe, lắp thêm đèn chiếu sáng hay là thay đổi bộ body kit và thậm chí là cơi nới thùng chở hàng với xe bán tải, xe van. Các trường hợp này cũng sẽ khiến ô tô bị cơ quan đăng kiểm từ chối đăng kiểm. 5. Ô tô van lắp thêm chỗ ngồi. Ô tô van với thiết kế 2 chỗ kèm theo khoang chở hàng đã khá phổ biến tại Việt Nam. Một số mẫu xe như Chevrolet Spark Van thường được chủ xe tận dụng khoang chở hàng để chế thêm ghế ngồi sau, qua đó có thể chở thêm người nếu cần thiết. Tuy nhiên, theo cơ quan đăng kiểm thì việc chủ xe lắp thêm ghế ngồi sau với ô tô van dù có sử dụng hay là không thì không chỉ bị từ chối đăng kiểm mà còn có thể bị phạt hành chính từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng nếu bị cảnh sát giao thông phát hiện. 6. Ô tô không lắp thiết bị giám sát hành trình. Theo Nghị định 91/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, có 5 loại ô tô phải lắp đặt hộp đen, bao gồm xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải hành khách du lịch, xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container. Trường hợp các loại xe này không lắp thiết bị giám sát hành trình sẽ bị từ chối đăng kiểm. Vừa rồi là một số thông tin mà Thế Sơn Toyota muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các tài xế và chủ xe về 6 trường hợp ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Các bạn đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.